Xin chào tất cả các chị đang theo dõi livestream của Minsu nha. Hello các chị. Rồi các chị ơi, nhanh chóng vào cái livestream này cùng với Đào, comment lên cho em biết và nhớ tag bạn bè vào trong livestream ngày hôm nay để săn hàng nha các chị nha. À, đừng quên là ngày hôm nay khi mà các chị chia sẻ livestream này thì các chị sẽ nhận được ưu đãi, đó là sẽ được mua hàng trong livestream với mức giá sale các chị yêu ha. Nên là những cái chị nào mà thấy cái livestream này á thì mình nhanh chóng mời bạn bè vào livestream này để săn hàng cùng với Đào trong buổi sáng ngày hôm nay ha. Rồi em xin chào tất cả các chị. Sáng ngày hôm nay là mở màn là giới thiệu cho các chị về một đôi giày rất là dễ mang. Riêng cái đôi này của em thì tới cái mùa mà cái thời tiết này á, mấy chị mang vào cho em rất là dễ thương. Kiểu như mình phối với lại quần jean đồ này kia hay là quần dài này kia rất là đẹp luôn ha các chị ha. Rồi chị nào đang coi like cho em xin một comment ha. Em chào chị Trần Thảo. Ủa sáng mà em nói sáng lắm luôn á. Sáng mà anh. Rồi xin chào tất cả các chị đang coi live ha. Chào chị con gái họ Hà. À, rồi họ Hà. Chào chị Mỹ Linh. Hello chị Phước Mai. Dạ chị ơi, hàng đó bên em không có xem nha các chị ha. Đây là bây giờ chị nào mà đang thấy cái live này thì nhanh chóng cùng với Đào tắt ngay người bạn thân của mình vô đây. Mình có thể ở trong cái comment của mình, thay vì mình comment lên để kiểm tra coi comment của mình có bị ẩn hay không, thì các chị có thể tắt ngay người bạn thân của mình vô đây để săn hàng nha. Bởi vì nếu như mà trong cái live stream ngày hôm nay các chị không nhanh chóng vào săn hàng thì các chị sẽ bỏ lỡ ra 4 sản phẩm sale ngày hôm nay của Minsu. Chính vì vậy với 4 sản phẩm sale này, các chị không thích đôi này các chị có thể lựa đôi khác. Nhưng mà giá sale thì chỉ xuất hiện trong live buổi sáng ngày hôm nay thôi. Và nhớ cho em là khi mà các chị tới cửa hàng là các chị phải mua với giá niêm yết. Còn nếu như mà các chị mua trong livestream này của Đào thì sẽ được với giá sale nha. Tuy nhiên thì buổi sáng ngày hôm nay Đào chỉ có lên 4 mẫu thôi, không làm tốn thời gian của các chị đâu. Nên là các chị nhớ tag bạn bè vào ngay đây ha. Đúng rồi, tag bạn bè giống như chị Alisa Đào á. À, cửa hàng ở đâu vậy chị ơi? Bên em có 5 chi nhánh cửa hàng. Nếu như mà chị muốn biết từng địa chỉ chi nhánh gần nhất ở nhà mình có thể nhắn tin vào fanpage hoặc mình có thể ra ngoài Facebook của Minsu để các chị có thể coi 5 chi nhánh của bên shop và các chị yêu ha. Rồi nhanh chóng vào cái livestream này cùng với Đào liền nha các chị. À, đôi đó là không có sale nha chị Orion ơi. Rồi xin chào tất cả các chị đang coi live nè. Nhớ nha là buổi sáng ngày hôm nay thì Đào sẽ có 4 mẫu và bao gồm cả giày cả túi. Thế nên là các chị nhớ vào đây để săn hàng ha. Không thích giày mình có thể lựa túi. Nhớ cho Đào là bây giờ là với cái thời tiết này thì các chị mang cho em những cái đôi như này nó rất là xinh. Những cái đôi này rất là xinh. Mình phối với lại quần jean hay là quần tây gì đó đi làm, đi chơi đều được ha. Và đặc biệt là các chị biết gì không? Đế của nó là 5 phân đế chù. Chờ các chị vô đông đủ rồi Đào sẽ giới thiệu ha. Sale bệt có không? Có bệt luôn. Hôm nay Đào có bệt có 5 phân, có 7 phân. Nói chung là đã đạt đủ luôn. Bệt là 5 phân, 7 phân. Rồi tới túi đủ hết cho các chị luôn ha. Rồi việc của các chế nhà mình bây giờ là đừng quên chia sẻ livestream ha. Bởi vì khi mà các chị chia sẻ cái livestream này, các chị sẽ được ưu tiên lên đơn hàng. Đã có 2-3 chị hỏi em là đôi này bao nhiêu rồi. Thì chị nào mà chưa biết về sản phẩm này giá như thế nào thì mình có thể vô đây ha. Và đặc biệt là giá gốc thì có thể là các chị biết. Giá gốc thì các chị có thể biết là tầm cỡ khoảng là 360-380. Đó là mức giá gốc các chị biết. Nhưng mà giá sale của Đào thì lại rất là rẻ. Thế nên là chế nào đang coi live thì vào đây săn ha. Chị Mỹ Linh ơi, không có, hôm nay em không có đôi đó ha. Rồi, chị Nguyễn Thị Thu Hồng ơi, inbox và fanpage nhắn tin cho Facebook của shop để nhân viên xử lý cho mình nha chị nhé. Rồi, còn chị nào mà ví dụ đã gọi điện thoại chốt đơn rồi, là bên em đã gọi điện thoại chốt đơn là bên em đã gửi hàng cho mình á. Nên là khi mà các chị mà đã nhận được điện thoại rồi thì các chị tính từ cái ngày mà mình được điện thoại chốt đơn cho tới cái ngày nhận hàng là từ 3 tới 4 ngày là các chị sẽ có được sản phẩm của mình. Còn nếu như mà mình chưa có nhận được hàng trong vòng 3 tới 4 ngày đó tính từ ngày chốt đơn, các chị có thể nhắn tin ngay vào fanpage để kiểm tra qua tình trạng đơn hàng của mình như thế nào nhé. Rồi hôm nay Đào thì Đào không có sale bệt đá nha các chị yêu ha. Hôm nay Đào không có sale bệt đá. Bây giờ thì Đào sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm luôn và không để các chị chờ lâu. Thế nên là chị nào mà đang coi livestream thì chuẩn bị vào để săn ha. Đây Đào sẽ giới thiệu nàng chị Hoa Tường Vy. Đôi mà Đào đang cầm ở trên tay là đế của nó là đế trụ. Các chị có thể nhìn thấy kỹ cho em ha. Đế này của mình là đế trụ. Và đế trụ này của mình cao 5 cm cho các chị. Chính bởi vì nó mang đế trụ cho nên khi mà các chị mang vào thì cực kỳ là chắc chắn luôn các chị ha. Đế trụ 5 cm mình mang vào rất là chắc. Và được cái là đôi này em được rất là nhiều chị khen là đôi này đi rất là êm. Thế nên là chị nào mà đang coi cái live ngày hôm nay mà muốn vào săn hàng thì mình chỉ cần vô đây và chốt cho Đào mã với số điện thoại thôi.
sai số bên em sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt cho mình sau ha. Rồi, để chủ năm sao cho các chị, chất liệu của mình là chất da vân lì rất là mềm như thế này. Lót bên trong được may đế vào cho các chị để ý kỹ nha. Có thể là có những đôi giày các chị mua bên ngoài là đế người ta chỉ có dán vào cho các chị thôi. Nhưng Minsu còn may vào cho các chị như thế này nữa. Thì đế may vào cho các chị thứ nhất là đi vào rất là êm. Và cái thứ hai là hàng này là tỉ mỉ tới từng đường kim mũi chỉ luôn các chị thấy không ạ? Đế may rất là tỉ mỉ. Cái thứ hai, thứ ba nữa là cái đế lót này của các chị á, nó là cái đế da bóng. Chính vì là nó là cái đế da bóng cho nên mấy chị rất là dễ mà để vào vệ sinh giày các chị yêu ha. Đôi mà Đào đang cầm ở trên tay này, mã sản phẩm là XD173 các chị ha. XD là chữ viết tắt của chữ xăng đan đó mấy chị. XD là chữ viết tắt của chữ xăng đan ha. XD173 đế chủ 5 phân, em sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu đen. Màu đen thì sẽ dành cho những chị nào mà muốn dễ phối đồ, mình mang hàng ngày đi làm á, cho nó dễ phối đồ mình mang màu đen cho em. Còn với chị nào mà muốn có cái sự sang chảnh, tại vì sao mà Đào lại nói với các chị là cái đôi này là nó sang chảnh, tại vì màu đồng á, khi mà mấy chị đi buổi tối á, ánh sáng nó chiếu vào nó rất là sang ha. Đôi XD173 là đang cầm trên tay hiện tại, sản phẩm này có mức giá từ 380.000, sale xuống chỉ còn có 269.000 thôi. Có rẻ không các chị? Chỉ có 269.000 thôi. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào ha. XD173 kèm màu kèm số điện thoại 269.000 trong livestream ngày hôm nay ha. Comment mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay là Đào chữa hàng cho mấy chị ha. 269.000. Dạ vâng chị Tố Quyên, chị nào ân mẫu này cho Đào đủ comment ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay, XD173 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale này Đào sẽ áp dụng cho 30 chị nào comment nhanh tay ha. Giá của Đào chỉ có 269.000 thôi. Chào chị Lương Thị Ngọc Huyền ha. Hello mấy chị. Dạ sản phẩm này của bên em đủ size đủ số từ 34 tới 40. Chế nào đặt cứ để lại đủ thông tin cho Đào ngay bây giờ ha. Nhớ nha là Đào chỉ có 30 đôi thôi nè. Lên đơn cho chị Ali Đào một đôi, ok chị thành công ha. 269.000. Chị Dương Thùy ơi, là chị không lắng nghe được cái giá chứ không phải là Đào nói nhiều đâu. Tại vì chị thấy chị Ali Đào comment lên luôn, tức là người ta biết cái giá rồi đó. Nên ơi chị Nguyễn Thư một đô ok chị nha. 380 còn 269.000. Đế chủ 7 xăng nha các chị yêu ha. Rồi, à đế chủ này 5 xăng em sorry. Xin lỗi mấy chị, đế chủ này của mình là đế chủ 5 xăng ha. Nên ơi chị Nguyễn Thư là chị thứ 2, 269.000. Chị Tuyết Lạnh là chị thứ 3, 269.000. Chị Mai Anh Trần là chị thứ 4, 269.000. Chị Hằng Lê một đôi XD173, 269.000 là chị thứ 5. Chị Vi Khang là chị thứ 6 nha. Em chỉ có 30 đô thôi nha, và em sẽ đếm tới chị 30 là em sẽ ngưng ha. Chị Tuyền Phạm là chị thứ 7, 380 còn 269.000. Thả ngay comment bây giờ để được chốt với giá sale đi các chị yêu ạ. Nhanh chóng thả ngay cái comment bây giờ đi. Tại vì sao? Bây giờ nó đang sale còn có 269.000 thôi. Nên ơn chị Huế Khiêm là chị thứ 8, 269.000. Chế nào chốt cứ thả cho Đào comment ngay bây giờ ha. XD173 kèm màu kèm số điện thoại. Cái dáng giày này mà mình mang cho em những cái quần jean vào cực kỳ dễ thương, quần jean và áo thun thôi. Lên đơn ơi chị Ngô Thùy Dương là chị thứ 9, 269.000. Đây là màu vàng đồng và đây là màu đen nha các chị yêu ha. Đế của nó rất là chắc nè. Rồi may đế cho các chị vào cực kỳ là thích luôn ha. Chị nào đặt comment cho em. Chị Thanh Trà là chị thứ 10, giá sale 269.000 áp dụng cho chị. Chị Phong Du là chị thứ 11, chị Anh Hoàng là chị thứ 12. Chế nào chưa chốt nhanh chóng chốt ha. Chốt xong 5 xăng em sẽ lên 7 xăng, 30 đôi thôi nha các chị. Chị Như Ngọc là chị thứ 13, 269.000. Ribi Thủy là chị thứ 14, 269.000. XD173 cho chị Anh Huyền Baby ok chị nha, là chị thứ 15, 269.000. Chị Anh Giang là chị thứ 16, 269.000. Cái đôi này là các chị mang vào rất là êm và rất là mềm. 16 chị đã được lên đơn thành công rồi ạ. Lên đơn ơi chị Thanh Trà là chị thứ 17 nha, 269.000. Chị nào đặt cứ để lại mã với số điện thoại Đào chữa hàng cho mình trong livestream ngày hôm nay. XD173 kèm màu kèm số điện thoại giúp em ha. Thiếu số điện thoại là Đào không chốt được ha. 17 chị rồi nha các chị yêu ha. Bên em sẽ chốt theo đơn hàng. Mỗi một chị sẽ có được một đơn hàng nữa. Các chị muốn chốt mấy đôi thì tùy các chị ha. Bây giờ là giá gốc của em là 380 và giá sale của em là 269.000. Chị nào chốt để lại đủ thông tin cho Đào ha. XD173 kèm màu kèm số điện thoại. Các chị nhìn nè, từng cái đế của nó may đế vào cho các chị rất là chắc như thế này. Thì thế nên là các chị mang cho Đào đôi này thì yên tâm nha, yên tâm về độ bền. Nên là chị An Giang một đôi ok chị, 269.000 ha. Rồi là chị thứ 16, chế nào chốt comment đủ thông tin cho Đào mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Nên là chị Trái Tim Thỏ Ngọc XD173 ok chị, 269.000. Chị hiện tại là sản phẩm đủ size đủ số ha. Chị nào đặt cứ để lại mã với số điện thoại cho Đào chữa hàng cho mình nha.
Chị mua hàng ở đâu cũng gặp đào nha. Vậy hả chị mua ở đâu? Lên đơn ở chị Đông Hiền một đôi 269.000 nè. Chị Thân Lô một đôi 269 nè. Chị Vino Chino một đôi 269.000. Cái đôi này của mình là 5 phân. Các chị vừa mang đi làm vừa mang đi chơi đều được, rất là tiện. Chị Đăng Thanh ơi, mình chỉ cần comment cho đào là XD173 với số điện thoại thôi là đã được lên đơn thành công rồi ha chị ha. Chốt lại hai cho đào thông tin đó là được. Lên đơn ở chị Xuân Tuấn một đôi 269.000. XD173 kèm màu kèm số điện thoại cho đào. Chị Hương Trần một đôi 269.000. Thân Lô một đôi 269.000 ha. Rồi, chị nào đặt comment đủ thông tin dạ không nha chị. Mai 1, chị 2, chị 3, chị 4, chị nào 5, 6, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Rồi, chị nào đặt nhanh chóng comment cho Đào nha. Hiện tại bây giờ Đào còn 4 đôi nữa với giá sale 269.000 nữa ha. Lên đơn ở chị Hoàng Mỹ Ái một đôi 269.000. Chị Minh Bắc một đôi 269.000 cho Đào. XD173 kèm màu kèm số điện thoại nha. Cái dáng này mang dễ thương lắm, Đào cầm cho mấy chị coi nè. Rất là mềm và mang vào rất là dễ thương nha. Em nói cái dáng này mang vào dễ thương cực kỳ luôn á. Nên là chị nào mà mặc đầm, mặc váy hay là mặc quần jean gì đó, mình phối đồ đều được hết nha các chị yêu ha. Cái màu đồng này là cái màu rất là sang. Đó, đúng rồi chị Hiền Trinh. Cái màu hồng này là cái màu rất là sang. Thế nên là em mới nói các chị là có lấy màu đồng á thì lấy màu này ha. Rồi đến đây chị Đăng Thanh một đôi 269 nè. Hằng Nguyễn Thị một đôi 269 nè. Thùy Linh một đôi 269 nha chị nha. Chị Hoa Từng Vi một đôi 380 còn 269.000. Hiện tại hôm nay là sale 5 xăng, sale bệt và sale 7 xăng ha. Chế nào chốt cứ để lại đủ thông tin cho Đào mã với số điện thoại trong live stream ngày hôm nay. XD173 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Ngọc Thanh ơi, bây giờ mình thử đặt đi ạ, để nhân viên em gọi điện thoại chốt hàng cho. XD173 nha. Nếu mà chị nào lần trước chưa đặt được thì bây giờ mình tranh thủ mình đặt lại đi nè. XD173 chị Thanh Duyên một đôi 269 nè. Chị Nguyễn Thu Cúc một đôi 269 nè. Chế nào chốt cho em đủ mã với số điện thoại trong live stream ngày hôm nay ha. Comment đủ hai thông tin này được chốt hàng rồi nha mấy chị. Chị nào mà chưa chia sẻ live stream thì nhanh chóng cùng với Đào chia sẻ live stream ha. Rồi, XD173 kèm màu kèm số điện thoại 269.000 trong live stream ngày hôm nay. Đang lấy đơn ở chị Thùy Linh một đôi 269.000. Chị nào mà nhận hàng và có vấn đề gì mình có thể inbox fanpage để nhân viên em hỗ trợ cho mình ha. Đang nói trước nha, đặt hàng là phải đủ hai thông tin XD173 với màu với số điện thoại. Đang lên 5 xăng rồi, bây giờ là sẽ chuẩn bị lên 7 xăng ha. Nên chị nào chưa chốt XD173 tranh thủ chốt cho Đào ha. Chị đổi màu đồng nhé, ok. Hồi nãy Đào có tư vấn màu cho các chị để mà các chị lấy rồi đúng không? Tức là những chị nào mà muốn dễ phối đồ á, mình mang hàng ngày á thì mình mang cho em cái màu đen. Thì cái màu đồng này cũng dễ phối đồ thôi. Nhưng mà ý em là cái màu đồng này khi mà các chị mặc váy mặc đầm, các chị đi buổi tối thì nhìn nó rất là sang. Đó là Đào tư vấn màu cho các chị như vậy. Thì chị nào mà ưng đôi nào thì comment cho Đào cái màu của đôi đó ha. XD173 kèm màu kèm số điện thoại nè. Lên đơn ơi chị Hằng Lê ơi, cho em số điện thoại để nhân viên gọi tại chốt thì mình mới ra cửa hàng lấy được chị ơi. Chị Thùy Linh một đôi 269.000 ha. Rồi, comment đủ thông tin cho Đào mã với số điện thoại là sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt cho mình sau nha chị ha. Phí ship hay là tất cả mọi cái thông báo là bao nhiêu ngày tới thì nhân viên sẽ báo cho các chị sau. Các chị có thể hỏi nhân viên trong cái khoảng thời gian chốt hàng ha. Rồi, chế nào đặt comment đủ thông tin cho Đào. Inbox từ hôm qua đến giờ mà sao không trả lời. Dạ chị ơi, sao làm việc giờ hành chính nha chị nha. Chị nào chốt để lại đủ thông tin cho Đào mã với số điện thoại trong live stream ngày hôm nay, đủ size cho mình từ size 34 tới size 40 nha chị An Phạm ha. Chất da rất là mềm cho các chị luôn nè. Đế này của mình là đế nó may trực tiếp cho các chị luôn. Đẹp không ạ? Đế may cực trực tiếp cho mình, rất là đẹp và đi siêu siêu bền luôn ha. Chị nào đặt cứ để lại đủ thông tin cho Đào là chữa hàng. Em cảm ơn chị Kim Chi ha. Chị nào ưng cho Đào đủ mã với số điện thoại trong like ha. XD173 kèm màu kèm số điện thoại, đủ size đủ số là Đào chốt cho các chị ha. Đây, là cho các chị coi nè. Khi mà cái dáng giày nó lên chân thì nó sẽ như thế này ha. Dáng giày lên chân như thế này. Luôn luôn tư vấn cho khách hàng là cái mũi giày mà mũi giày nhọn á thì nó lên chân rất là sang và đặc biệt là rất là trẻ. Chế nào chốt đôi này comment liền cho em ha. Từ 380 xuống chỉ còn có 269.000 thôi nha chị Vũ Tuyền ha. Bây giờ mình bước vào một shop giày và mình mua đôi này thì chắc chắn luôn không bao giờ có giá 380 rồi đúng không ạ? Rồi, 269.000 trong live stream ngày hôm nay. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào XD173 kèm màu kèm số điện thoại 269.000. Hôm nay em không có sale đâu đó nha chị Đào Hoàng. Chị có muốn coi thì mình có thể inbox vào fanpage để các bạn gửi hình cho mình coi ha. Rồi, bên em là hiện tại ship toàn quốc luôn nha các chị. Bên em hiện tại là ship toàn quốc. Em cho các chị coi cái đế nè. Đế của nó rất là chắc cho mình luôn ha. Riêng cái đế này 5 phân đế trụ cực kỳ là chắc. Các chị mang vào cực kỳ là tự tin luôn. Đi bước nào là tự tin bước đó ha. Rồi, chị nào chốt đôi này tranh thủ comment lên cho Đào. XD173 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 269.000 trong live stream ngày hôm nay ha. Không có đủ thông tin là Đào không có chốt nha mấy chị ha. Rồi bây giờ là Đào sẽ chuẩn bị qua mẫu ha. Chế nào chốt đôi này nhanh chóng và tranh thủ comment lên nè.
Rồi chị Alpha 1D XD 173 màu đồng, ok chị, 269.000. Đúng rồi, cái màu trên tay em đang là màu đồng, còn màu ở dưới này là màu đen ha. Rồi lên đơn cho chị Thu Thông Thái một đôi 269.000 luôn ha. Chế nào chốt comment đủ thông tin cho Đào mã với số điện thoại. Dạ rồi chị Hằng Lê. Lên đơn cho chị Đào Hồng một đôi, ok chị, 269.000. Cái đôi này của mình là để chủ 5 xăng nha. Nhớ nha các chị, tức là trong livestream ngày hôm nay Đào chỉ sale đúng duy nhất đôi này là 5 xăng thôi. Nên là chị nào mà có muốn săn hàng thì chúng ta phải săn liền đi ha. XD 173 kèm màu kèm số điện thoại cho Đào, 269.000. Bây giờ là qua mẫu nha mấy chị nha. Chế nào chốt thì tranh thủ comment lên giống như chị Điện Quỳnh là chúng ta sẽ được lên đơn thành công. Đủ size cho mình từ size 34 đến size 40 ha mấy chị ha. Đủ size từ size 34 đến size 40. Chị nào đặt cứ để lại đủ thông tin cho Đào XD173 với màu và số điện thoại ha. 269. Rồi bây giờ Đào qua mẫu nha. XD173 màu đồng và XD173 màu đen ha. Hai màu cho các chị lựa chọn. Chị nào mà thích mang 5 phân thì mình mang đôi XD173 đó. Còn chị nào mà muốn mang cao gót thì mình có thể vô đây. Ok chị, các chị ơi cứ đặt XD13 với màu với số điện thoại đi. Tự khắc sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt màu cho các chị. Các chị thích màu gì thì bên em sẽ gọi điện thoại chốt màu và lấy cho mình cái màu đó ha. Còn bây giờ là Đào sẽ lên cho các chị một đôi 7 phân. Và Đào kèm theo là một đôi bệt nữa, thì một chút xíu nữa Đào sẽ lên bệt. Cái dáng bệt này cực kỳ xinh, thôi lên bệt trước đi. Lên bệt cho các chị trước đi, bệt này đẹp lắm. Bề này đẹp cực kỳ luôn. Nên đơn là chị Minh Nguyệt một đôi 269 này, chị Tư Nguyễn một đôi 269, dạ không nha chị Winnie Dung ha. Rồi bây giờ chị nào mà vào trong cái livestream ngày hôm nay để săn bệt thì tranh thủ đi. Cái mùa này là cái mùa mà các chị hay lựa bệt và hay lựa slip on nhất đúng không? Riêng đôi bệt này của Đào, Đào có thể khẳng định cho tất cả những chị nào đang like hay đang coi like đây ha. 284 chị, 270 mấy chị đang coi like. Em có thể khẳng định cho các chị được là khi mà các chị nhận đôi giày này nó sẽ đẹp hơn trong livestream rất là nhiều. Nó đẹp từ cái form và từ cái chất. Có nghĩa là qua livestream thì các chị chỉ có thể nhìn thấy là chất da của nó, nhìn nó mịn rồi này kia thôi đúng không? Nhưng mà ở ngoài em tin chắc luôn là các chị nhìn đôi giày này các chị sẽ ưng liền, ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Đôi này của em ở ngoài cái chất da của nó rất là đẹp. Cái thứ hai là các chị nhìn nè, từng đường kim, từng đường keo á mấy chị, không có hề lộ một chút xíu gì đường keo luôn. Không hề lộ một chút xíu gì đường keo luôn nè. Rồi bên trong còn lót cho các chị rất là êm như thế này được chưa? Đế cũng may vào cho các chị luôn. Đế cũng may vào cho các chị. Đôi này thì Đào có thể tự tin và khẳng định với các chị rục điều rằng là khi mà các chị nhận hàng nó sẽ đẹp hơn trong livestream rất rất là nhiều. Đẹp hơn rất là nhiều luôn nha các chị không ha. Đôi này của Đào mã sản phẩm là B310. Chất da cực kỳ là thích luôn. Thứ nhất nó mềm nó mịn. Cái thứ hai là form giày rất là đẹp. Đôi này em không thể nào mà chê được luôn. Riêng form giày này của em nó không thể nào mà chê được luôn. Từ cái form nó rất là chuẩn luôn. Riêng đôi này các chị mà nếu mà các chị nhìn á, các chị nhận về tay các chị phải nghĩ là đôi này 500 mấy cơ. Tại vì riêng cái chất này mà các chị mua được với cái giá 200 mấy mà Đào sale thì quá rẻ luôn các chị. Chuẩn bị tinh thần sale này nha, Đào sale từ 300 mấy, 400 Đào sale xuống còn có 200 mấy thôi mấy chị. Đẹp cực kỳ ha. Rồi dáng giày này của mình sẽ cao cho các chị tổng cả là 2 xăng chiều cao ha. Cao cho mình 2 xăng chiều cao. Màu mà Đào đang cầm trên tay đó là màu cam bò đó. Các chị có thể comment màu bò cũng được. Các chị thấy không? Mang vào rất là trắng ha mấy chị ha. Mang vào cực kỳ trắng. Và Đào có cái màu kem. Màu kem này cũng rất là lạ cho mấy chị. Màu kem nè. Rồi và em có màu đen và màu xanh, hai màu cơ bản cho các chị ha. Đôi này của Đào mã số sản phẩm là B310. Hiện tại đang có mức giá niêm yết là 380.000. Livestream ngày hôm nay em giảm đôi B310 với mức giá niêm yết là 380.000 này xuống. Chỉ còn có, chỉ giảm trong livestream thôi nha, chứ không phải là tại cửa hàng cũng giảm đâu nha. Chỉ giảm trong livestream thôi. Và giảm xuống chỉ còn có 279.000 thôi. Chị nào đặt đôi này cho Đào ngay comment B310 kèm màu kèm số điện thoại, tiện ship ship cho mấy chị một lần luôn. Riêng B310 này Đào có thể khẳng định với các chị nhà mình một điều rằng là cái đôi này các chị nhận ở ngoài cái form nó đẹp rất là nhiều, đẹp hơn trong livestream rất là nhiều. Các chị có thể nhìn là từng đường keo là rất là đẹp và rất là gọn cho mấy chị luôn. T79 một xíu đồ sale ha. Rồi chị nào đặt đôi này comment cho Đào B310 kèm màu kèm số điện thoại. Lợi ích của cái đôi này là các chị mang vào nhìn chân của mình rất là thon. Nếu mà các chị nhìn qua livestream thôi là mình sơ qua mình cũng thấy được là cái dáng giày này nhìn nó rất là dài và thon đúng không? Chị nào mà đang mang size 38 mà mang vào cảm giác như là như một đôi size 37 thôi. Rồi bây giờ chị nào chốt đôi này comment cho Đào ha. B310 kèm màu kèm số điện thoại cho Đào trong livestream ngày hôm nay. Để lại đủ mã với số điện thoại Đào mới chốt được nha các chị yêu ha. Đây là B310 màu bò, giá sale từ 380 còn 279.000. B310 màu kem 380 còn 279.000. Và B310 màu đen ha, 380 còn 279.000. Chị nào chốt cho Đào đủ mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay Đào mới chừa hàng được ha. Không đủ thông tin là không chốt được. Chất này của em là chất da lì rất là đẹp nha mấy chị ha. Em nói là T79 xíu em sale nha chị Nhân Nguyễn. Rồi B310 kèm màu kèm số điện thoại Đào chốt giúp em nha.
đủ màu đủ số điện thoại giúp em ha mấy chị ha. Lên đơn cho chị Hằng Lê một đôi B310, ok chị, 279.000. Chị nào chốt comment đủ thông tin cho Đào, Đào chỉ có 4 màu này thôi ha. B310 với màu với số điện thoại, đủ thông tin em mới chốt ha. Không đủ thông tin là Đào không có chốt được. Chị nào chốt nhanh chóng comment cho Đào B310 kèm màu kèm số điện thoại ha. Có trụ 7 xăng em không có nha mấy chị. Có trụ 7 xăng là không có ha. Lên đơn cho chị Kim Liên một đôi, ok chị, 279.000 ha. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào B310 kèm màu kèm số điện thoại trong livestream ngày hôm nay ha, đủ mã với số điện thoại em mới chốt hàng được nha các chị ha. Không đủ thông tin là Đào không có chốt được ha. Rồi, B310 lên đơn cho chị Tuyết Châu, áo lộng chị Tuyết Châu đôi khác. Lên đơn B310 cho chị Tư Thị Lê một đôi, ok chị nha, 279.000. Chế nào đặt comment đủ thông tin cho Đào ha. Lên đơn cho chị Thúy Hiền Võ một đôi, 279.000. 4 màu cho các chị lựa chọn như vậy đó. Form giày rất là đẹp luôn nè. Riêng cái form giày này của em rất là đẹp, các chị khỏi chê. Lên đơn cho chị Thúy Hiền Vũ một đôi, 279.000. Chị Vina Nguyễn một đôi, 279.000. Hoàng Mỹ Ái một đôi, 279.000 ha. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào B310 với màu với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay, giá sale là 279.000. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn ha. Chị nào chốt nhanh chóng cho Đào đủ thông tin nè. Lên đơn cho chị Yến Đặng một đôi, 279.000 ha. Chế nào chốt B310 nhanh chóng chốt liền cho Đào. Riêng B310 này ở ngoài đẹp hơn trong hình rất là nhiều nha các chị nha. Chất da nó rất là mềm và đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Đó, form giày này của em cực kỳ đẹp luôn. Chắc chắn là khẳng định cho các chị một câu là khi mà các chị nhận hàng là các chị không thể nào mà chê được cái form giày này của Đào. B310 đặt, chị nào đặt hàng comment đủ thông tin cho Đào nha, mã và số điện thoại trong live. Chị Thúy Hiền Vũ một đôi, 279.000 ha. Chế nào chốt tranh thủ nè. Ở đây là các chị nhìn kỹ, nó sẽ có một miếng lót, miếng lót mút ở đây cho mấy chị nè. Một miếng lót mút ở đây cho các chị rất là êm ở chỗ này nữa để cho đỡ đau chân á. Rồi, chị nào ưng đôi này cho nào comment ngay bây giờ ha. B310 với màu với số điện thoại, giá sale của B310 ngày hôm nay Đào sale cho mấy chị là 279.000 ha. Chị nào chốt tranh thủ comment cho Đào B310 với màu với số điện thoại nha. Chị nào mà muốn xem hàng trước thì lúc mà nhân viên gọi điện thoại để nhắc nhân viên người ta á, nhắc nhân viên người ta là cho chị xem hàng trước. Rồi, ok, chị nào đặt nhanh chóng comment đủ thông tin cho Đào nha. Đào chuẩn bị qua mẫu. Màu gì nữa ta, màu đen. Rồi, chị nào đặt nhanh chóng comment cho Đào ha. B310 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale của sản phẩm này là 279.000. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn nha các chị yêu ha. Không đủ thông tin là Đào không chốt nha chị ơi. Chị Nhung Cao em không chốt cho mình nữa nha. Chị nào đặt để lại đủ thông tin cho Đào, mã với số điện thoại, nhận hàng và các chị cảm nhận sản phẩm thôi. Lên đơn cho chị Mũi Xí một đôi, ok chị, 279.000 nha chị yêu ha. Rồi, chế nào mà đã mua hàng ở Min là cũng biết rồi đúng không? Chị nào đã mua hàng của Min thì cũng biết hàng của Min chất lượng như thế nào rồi. Không không nhân làm sao mà bên em có tới 5 chi nhánh ở ngoài Hà Nội lần. Rồi, chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào ha. B310 màu bò kèm số điện thoại, giá sale là 279.000. B310 màu kem kèm số điện thoại, giá sale là 279.000 ha. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Chị nào ưng đôi nào thì comment đôi đó cho Đào ha. Bây giờ là sẽ chuẩn bị qua mẫu B310 ha. 380 còn 279. Chị Mũi Xí một đôi 279 nè. Chị Huyền Vũ một đôi 279. Bé Trang một đôi 279 nha chị ha. Chị Hương Lương một đôi 279.000 luôn. Chị Anh Giang một đôi 279.000. Riêng đôi này các chị nhận hàng, các chị cứ cảm nhận cho Đào. Chất da cực kỳ mềm và riêng cái đôi này nó còn đẹp hơn trong livestream rất là nhiều. Cái form nó đẹp cỡ vậy mà các chị. Cái form nó đẹp như vậy cơ mà. Chế nào chốt comment đủ thông tin ha. B310 với màu với số điện thoại trong live. Lên đơn cho chị Đàm Phương một đôi, ok chị, 279.000 ha. Comment đủ mã với số điện thoại Đào mới chốt cho mình trong live nha. Không đủ thông tin là Đào không có chốt được nha. B310 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 279.000 giúp em. Bây giờ em qua mã nha các chị ha. Bây giờ Đào sẽ qua mã ha. Chế nào chốt nhanh chóng chốt liền cho Đào ha. Tại vì giá sale nó thiệt luôn, 380 mà mua đôi này là quá là đẹp luôn. Đế này của nó là 2 phân nha chị Phương. Rồi, Đào sale đôi này là 279.000 thôi. Chị Mùi Xí màu bò ok, em chốt cho mình rồi ha. Chị Việt Bọt B310 ok. Riêng đôi này Đào khẳng định với các chị luôn là nhận ở ngoài nó còn đẹp hơn trên hình rất là nhiều. Ở ngoài nó còn đẹp hơn trên hình rất là nhiều ha. Size to nhất của em là size 40, size nhỏ nhất là size 34. Chị Mai Thương một đôi 279 nè. Rồi, chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào, mã với số điện thoại trong live nha. Không đủ thông tin em không chốt ha. Chị Chu Bin một đôi, ok chị, 279.000 thành công. Đế này của nó là đế chuẩn của đôi bệt 2 xăng á. Đế chuẩn của bệt 2 xăng nha mấy chị á. Mang là rất là mềm, mềm chân và êm như thế này cơ mà. Form này của em nhận ở ngoài đẹp lắm nha. Rồi, B310 lên đơn cho chị Yến Trần một đôi, ok chị nha, 279.000. Chị nào đặt comment đủ cho Đào, mã với số điện thoại trong live ha. Giờ Đào chuẩn bị qua mã nha. Giờ em qua mã B310 ha. Hồi nãy á, chị nào mà đã mua đôi B310 màu bò, nhớ chốt thêm cái túi này nữa nè. Đi một cặp đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi,
Rồi bây giờ là sẽ lên cho các chị về một đôi giày cao gót ha mấy chị ha. Rồi bây giờ là sẽ lên cho mình một đôi cao gót nè, chị Vân Vân một đôi các chị nhá, 269.000, à 279.000 là đôi B310. Chị nào đặt nhớ nè, có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Còn chị nào chốt thì cứ để lại đủ thông tin là được chốt rồi. Đó, comment một lần nữa, không cần phải comment nhiều lần. Rồi đôi này của em là đôi K05 7 xăng. Mẫu vừa rồi bao nhiêu? 279.000 nha chị Tam Mao. Ok, thế nào bây giờ là sẽ qua mẫu 7 xăng ha. 7 xăng khoét eo cho các chị rất là xinh. 7 xăng khoét eo rất là xinh như thế này. Bây giờ chị nào mua giày thì chúng ta tranh thủ ha. Túi thì là sẽ sale cuối cùng. Xong giày rồi mới tới túi. B310 chị Thiêm Nguyễn ok. Chế nào đặt B310 cứ để lại B310 với màu và số điện thoại cho em ha. Bây giờ thì là sẽ giới thiệu cho các chị đôi này ha. Đôi mà em đang cầm ở trên tay đây là K05. K05 này của em là khoét eo cho các chị, được chưa? K05 này là khoét eo hai bên. Thật ra các chị mang đôi này và nhìn rất là trẻ trung luôn. Riêng đôi này nhìn rất là trẻ. K05 em đang cầm ở trên tay đây. Đó, chất da của nó rất là mềm như thế này ha. Chất da cực kỳ là mềm. Ok, B310 đầu chốt với chị Hồng Trang ok chị ha. Rồi, đôi K05 này của em chất da rất là mềm. Và cái chất da này có nhũ nha các chị ha. Có cái phần nhũ kim tuyến này mấy chị thấy không? Thấy mà đúng không ạ? Cái chất da này của em nó có cái phần nhũ kim tuyến cho mấy chị rất là sáng. Và đôi này của em là màu bạc ha. Em phải nói là màu kem bạc. Đôi này màu kem bạc và đôi này là màu đen. Hai đôi. Rồi, K05 này của mình là cao 7 xăng cho các chị yêu nhà mình ha. Mặc váy mặc đầm đi chơi đi đám cưới này kia thì em phải nói với các chị là đôi này cực kỳ là xinh luôn các chị. Mặc váy đầm đi đám cưới rất là sang luôn. Mình mua đôi này rồi em lắm luôn các bạn ạ. Đôi này rất là em, các chị đọc comment của chị Thu Hằng này kìa. Đôi này của em cực kỳ là em. Mã của sản phẩm này là K05 các chị yêu ha. Chị nào đặt đôi này thì tranh thủ nha. K05 ngày hôm nay đào xe cho mình từ 308, còn có 269.000 thôi. Rẻ không ạ? 269.000 thôi mà các chị mua được một đôi 7 xăng đó. 7 xăng mà các chị mua được đôi 7 xăng tại Min mà có 269.000 thôi đó. Chị nào đặt comment liền cho Đào ngay bây giờ. Quá rẻ cho một cùng tình K05 này. Chị Tham Thảo Lê ok, chị Sang Phan ok ha. Chế nào chốt comment liền cho em ngay bây giờ. K05 kèm màu kèm số điện thoại. Đôi này mà đi đám cưới này kia thì xinh lắm nha mấy chị. Giá sale của em chỉ có 269.000 thôi. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn ha. Đặt hàng cho Đào liền và ngay comment liền đi các chị. K05 liền khỏi chần chừ gì. 380.000 mà sale chỉ còn có 269.000 thôi, rẻ bèo à. Đúng không nào các chế? Chế nào đặt cho em đủ thông tin ha. K05 kèm màu kèm số điện thoại, chị nào thích màu nào thì mình lấy màu đó cho Đào ha. K05 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 269.000, có mã có số điện thoại là sẽ có đơn ha. Các chị không cần phải comment nhiều lần đâu, mình chỉ cần comment một lần thôi là bắt đầu lên đơn K05 ha. 269.000 mình mua được một cuộc tình 7 xăng như thế này thì quá rẻ. Chị Đặng Thùy một đôi 269 nè, chị Mai An một đôi 269 nè, chị Nhung Hà một đôi 269 nè, Hoàng Minh Thu một đôi 269.000, chị Nguyễn Hoài một đôi 269.000, ở đây là có 5 chị rồi đúng không ạ? Chế nào chốt comment đủ thông tin cho em ha. K05 kèm màu kèm số điện thoại 269.000. Lên đơn chị Mai An một đôi 269.000 luôn ha. Chế nào chốt cho comment đủ thông tin cho nào. Rồi, K05 với màu và số điện thoại giúp em ha. Lên đơn chị Mai An một đôi 269, chị Hà Dương một đôi 269 nè. 269.000 mà mua một đôi 7 xăng là rẻ rồi đúng không? Chị Thúy Ánh một đôi 269 nè, chị Thúy Ánh là 1, chị Hà Dương là 2. Mai An là 3, chị Nguyễn Hoài là 4, chị Minh Thu là 5, chị Hà là 6, chị An là 7, chị Thủy là 8, chị Thanh Thủy Lê là 9. Rồi, ok chưa? 9 chị rồi ha, chế nào đặt comment đủ cho nào đi nào. K05 với màu với số điện thoại. Chị Đặng Thủy ok, chị là 10 ha. Em sẽ chốt thêm 10 đôi nữa cho 10 chế nào comment nhanh tay ha. K05 kèm màu kèm số điện thoại. Đôi này là K05 màu bạc, giá sale 269.000. Và đôi này là K05 màu đen, giá sale cũng 269.000 luôn. Lên đơn là chị Ngô Hồng Vân ok, chị nha em còn 9 đôi nữa. Trời ơi, em phải nói luôn á, 7 xăng mà các chị mua được một cuộc tình mà. Bởi vậy em mới nói 7 xăng mà có 269 tình là quá rẻ. Chị Hương Lương một đôi 269.000 thành công ha. Chị nào đặt comment đủ giúp em. K05 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 269.000 trong livestream ngày hôm nay. Đế rất là đẹp cho các chị nhà mình luôn, được chưa? Riêng cái dòng này của em đế rất là đẹp, mang vào cực kỳ là thích luôn ha. Chế nào chốt nhớ cho em đủ mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. K05 với màu với số điện thoại ha các chị yêu ha. 269.000 thôi. Lên đơn cho chị Hana Nguyễn một đôi 269.000 luôn. Rồi em còn 8 đôi nữa nha các chế. Em chốt là 8 chị nữa xong rồi em quay ra em chốt túi á. Nên là chế nào mà chưa đặt được đôi K05 này tranh thủ đi ha. K05 với màu với số điện thoại giúp em nhé người đẹp ơi. Không có số điện thoại không chốt nha chị giờ gấu hoa với chị Anh Thương ơi. Giúp em bỏ số điện thoại nào. Giúp em là có đủ K05 với số điện thoại nha.
Chị nào đặt comment đủ thông tin K05 kèm màu kèm số điện thoại chị sang 3 lần vẫn không được hả? Chị đi xe bao nhiêu chị Ngô Hồng Vân? Chị đi xe bao nhiêu chế Vân? Rồi chế nào chốt comment cho em ha. K05 màu bạc kèm số điện thoại, giá sale là 269.000. K05 màu đen giá sale là 269.000. Chị nào đặt hàng cứ để lại mã và số điện thoại là sẽ có đơn ha. K05 với màu với số điện thoại. Chị Nhung ơi, hôm nay em sale có 4 đôi, à 3 đôi giày với lại một cái túi à. 3 đôi giày một túi à. Chị nào ưng nhớ để lại đủ thông tin cho Đào ha. K05 với màu với số điện thoại. Không chốt được K05 hơi phí á. Lên đơn chị Hanna Nguyễn, K05 ok chị 269.000 thành công ha. Chị nào ưng thì comment đủ cho Đào nha. Ồ đi xe nhỏ vậy. Rồi, chế nào đặt để lại đủ thông tin cho em mã và số điện thoại sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt size lại cho các chị sau ha. Về size về số sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt lại và chốt cho mình sau. K05 chị Nguyễn Hồng Thái một đôi 269.000, 380 sale còn 269.000 trong livestream ngày hôm nay. Đó, chị nào ưng nhanh chóng chốt liền cho Đào ha. K05 kèm màu kèm số điện thoại. Đó. Rồi, chị Đăng Thanh một đôi 269 ok chị nè. Rồi chị Thiên Bạc một đôi 269 ok chị nha. Còn chị nào đặt K05 nữa không nè? Chị nào đặt K05 này nữa không? Đào chuẩn bị lên túi nha em. Sau khi em đi lên túi thì em mới đi lại xem lại tất cả những cái đôi mà ngày hôm nay Đào đã like nha. Cho nên là em phải đi hết túi một lượt rồi em mới dạo lại nha mấy chị. Rồi lên đơn chị Thanh Thảo Lê một đôi 269.000, 7 phân mà 269.000 còn lưỡng lự gì nữa đúng không mấy chị. Chị Yến Hải một đôi 269.000 luôn nha các chị yêu ha. Chế nào ưng cứ để lại cho Đào K05 với màu với số điện thoại. Em hiện tại em chỉ có hai màu này thôi, màu kem bạc và màu đen. Giá sale của sản phẩm này là 269.000 nha các chị yêu ha. 380 còn 269. Đó, chị nào mà thích màu đồng thì mua này về xong lấy sơn màu đồng full lên. Đó, được chưa nào? K05 với màu với số điện thoại, nếu mà còn màu đồng em đã để ở đây rồi chứ em giấu đi làm gì đúng không mấy chị. K05 màu bạc và K05 màu đen ha, giá sale là 269.000, có mã có số điện thoại là sẽ có đơn, được chưa. Bây giờ là Đào sẽ chốt cái đôi K05 nãy giờ là rất là nhiều luôn á. Cái dáng K05 này của em này nó mềm sụn ùn cho các chị nhà mình luôn á, nó mềm sụn ùn luôn các chị ạ. Thành ra mang vào cực kỳ là thích luôn, nó mềm 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 ru à. Rồi chế nào chốt comment đủ cho Đào ha. K05 với màu với số điện thoại. Lên đơn ơi chị Chu Tân một đôi 269.000 ok chị. Chất da này nó mềm sụn à, nên em mới nói là cái đôi này nó phủ nhũ kim tuyến cho mấy chị nữa, mang vào nhìn rất là lạ. Đó, đây em không có trơn nha, em chỉ có phủ nhũ kim tuyến cho mình một chút như thế này thôi nè. Đó, chế nào chốt. Còn màu đen thì có thể nó thấy rõ kim tuyến hơn, nhưng màu trắng thì nó ít thấy hơn ha. Được chưa, chị nào ưng comment đủ thông tin ở tin cho Đào mã sản phẩm kèm với số điện thoại. Mua đôi tầm ở đâu đẹp vậy? Đôi tầm là đôi gì mọi người? Rồi chị nào chốt comment đủ thông tin cho em ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay K05 với màu với số điện thoại. Giá sale là 269.000. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Giờ là sẽ qua mẫu nha. 5 phân thì em có cái đôi gần giống này, cái đôi lúc đầu đây nè. 5 phân thì mã của nó là XD173. Nó cũng gần giống. Rồi XD173 giá sale cũng 269.000 luôn ha. Chị nào đặt thì comment XD173 màu đồng với số điện thoại 5 phân. Ở XD13 màu đen số điện thoại 5 phân 269. Đó là XD173. Rồi ok, bây giờ là sẽ qua mẫu túi cho mấy chị ha. Bây giờ là sẽ qua túi ha. Chế nào đang trong livestream này thì mình chuẩn bị ha. Mua miếng nước cho mấy chị. Rồi bây giờ là lên túi ha. Túi thì Đào có 4 màu. Em mở vào xem tí nữa em có thể coi lại livestream. Rồi, lại vì livestream chỉ xem một lần thôi. Túi thì bây giờ Đào sẽ giới thiệu cho các chị ha. Bây giờ thì Đào sẽ giới thiệu túi cho các chị. Là chị nào mà đang trong livestream ngày hôm nay thì mình muốn săn giày thì mình phải chờ tới xong hết cuối live, em có thời gian em mới quay lại cho mấy chị. Còn không mấy chị có thể coi lại livestream ha. Rồi sản phẩm của mình có ở Hồ Chí Minh không nè? Dạ không chị ơi, chỉ có ngoài Hà Nội thôi. Min thì có 5 cửa hàng, 5 chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Chị nào mà ở ngoài Hà Nội thì mình có thể ghé qua. Còn nếu như mà chưa biết ở Hà Nội chi nhánh là chỗ nào thì mấy chị có thể ra ngoài Facebook của shop để xem ha. Rồi túi này của em có 5 màu cho các chị, em để như vậy không biết các chị có thấy rõ không? Màu cam, màu rêu, màu xanh và màu đen cho mấy chị ha. Được chưa?
Rồi túi của mình thì bên trong nó sẽ có nhiều đây ngăn cho các chị. Ngăn đầu tiên này các chị có thể để điện thoại của mình nè, rồi để hai cái điện thoại được luôn nha, còn không thì một cái điện thoại, một cục sạc dự phòng. Ngăn thứ hai á, các chị có thể đựng cái gì cho em? Các chị có thể đựng giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, tiền bạc, những cái đồ quan trọng, rồi xong đó mấy chị kéo khóa lại, được chưa? Rồi, và cái ngăn thứ ba này của mình là các chị có thể đựng hộp son, hộp phấn của mình. Em nói có phải là đi làm mình chỉ cần mang như vậy không? Đi làm mình chỉ cần mang tiền nè, son nè, phấn nè, rồi điện thoại và cục sạc dự phòng hết rồi đúng không mấy chị? Thì mấy chị gõ vào đây cho em, rất là tiện lợi, nhỏ gọn, tiện lợi, dễ thương lắm. Tại vì sao? Cái mùa này là cái mùa lạnh đó, mấy chị mặc nhiều áo rồi, mà mấy chị xách theo cái túi bự á, nhìn người của mình nó rất là xồ xề, nhưng mà xách cái túi nhỏ nhìn rất là dễ thương luôn nha mấy chị ha. Rồi, túi này của em mã sản phẩm là T79 ha. Chị nào thích màu nào thì mình lấy màu đó. Túi này của em thì các chị nhà mình có thể đeo chéo như thế này đều được, đi chợ này kia đều được hết ha. Mở ra này kia rất là tiện lợi. Đó, mở ra lấy đồ này kia, lấy tiền cũng rất là tiện. Các chị có thể đeo chéo hoặc là đeo thẳng tùy mấy chị ha. Đi chợ hay đi làm gì đều mang được hết. Rồi, chị nào thích thì mình có thể đeo thẳng cho em như thế này cũng được luôn nè. Đó, đeo quay vai đều được luôn ha. Túi này thì các chị sẽ đeo được hai kiểu như thế. Thì chị nào đang trong livestream ngày hôm nay thích cái này thì mình comment liền cho Đào ngay bây giờ ha. Rồi, túi mà em đang cầm ở trên tay này là mã sản phẩm của nó là T79 nha các chị. Rồi, các chị Diêm Dương, các chị Gấu Huệ ha. T này của em, đây là T79 ha. T79 em có màu hồng cẩm giống như em đang cầm ở trên tay, rồi màu đen, màu xanh, màu rêu và màu cam. Giá sale của sản phẩm này, từ từ đã, để cho các chị coi cái form túi đã. Rồi, đây các chị nhìn nè. Đây các chị có thể nhìn cho em nha. Form túi nha, cả 5 màu y chang nha. Cái form túi này của nó rất là chuẩn cho các chị luôn. Được chưa nào? Form túi này của mình rất là chuẩn cho các chế nhà mình. Và đặc biệt là chất da của nó rất là đẹp các chị yêu ha. Chất da này của em rất là mềm. Riêng cái túi này của em, các chị nhận về các chị sẽ cảm nhận được chất da nó mềm sụn cho các chị nhà mình luôn. Và túi này mang rất là bền nha. Khóa kéo này min cũng làm cho các chị bằng cái loại khóa kéo tốt nha các chị yêu ha. Rồi, túi này của em mã sản phẩm là T79. T79 trong livestream ngày hôm nay em sẽ cho các chị từ mức giá 450.000 xuống còn 249.000 thôi. Chị nào đặt túi nhanh chóng comment đủ cho Đào. T79 kèm màu kèm số điện thoại 249.000, có mã có số điện thoại là sẽ có đơn ha. Ok chị Nhi Yến ha. Chế nào chốt T79 thì tranh thủ comment cho Đào mã và số điện thoại trong livestream ngày hôm nay liền. T79 với màu và số điện thoại, giá sale là 249.000. Đó, đây là T79 màu hồng cẩm mấy chị ha, 249.000. Đây là T79 màu đen, 249.000. Form nó đẹp và chất da nó mềm sụn à. Chất da nó cực kỳ mềm luôn, Đào có thể khẳng định cho các chị luôn. Mang vào cực kỳ là tiện lợi luôn. Cái túi này của em các chị đi siêu thị các chị đeo vào cho em, không phải gửi đồ gì hết. T79 màu đen 249.000, T79 màu xanh 249.000 và T79 màu rêu 249.000 cộng T79 màu cam ha. Form túi nó rất là đẹp. Form túi chất da này cực kỳ đẹp và nó khác với cái hàng trôi nổi trên thị trường rất là nhiều các chị. Tại vì hàng của em là hàng chất lượng. Rồi nên ơn các chị Hương Trần một túi của các chị 249.000. Chị Quyên Nguyễn T79 249.000. Cái đầu T79 này nó mới ra, trời ơi, bán với số lượng là quá trời bán luôn á. Nên là chị nào mà chưa chốt T79 thì chúng ta nhanh chóng comment đủ thông tin cho em ha. Rồi, nhanh chóng comment đủ thông tin cho em T79 với màu với số điện thoại. Giá sale của sản phẩm này là 249.000 nha. Chị nào có chốt túi thì tranh thủ comment nha. Túi đây, ba ngăn cho các chị được chưa nào? Giá sale của mình chỉ có 249.000 ha. Chị nào đặt comment đủ cho em T79 với màu với số điện thoại 249.000. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn ha. Chị nào đặt cái tranh thủ chốt liền cho Đào, Đào trừ hàng cho mình ha. Để lại đủ thông tin em mới chốt nha. Sale ngày hôm nay thì đâu đó là XD173 nha chị Dương. Rồi T79 em đã đơn chị Phạm Hương một túi, ok chị 249.000. Chị ơi em đâu có nói shop ở Hồ Chí Minh đâu chị. Em chỉ nói shop là ở ngoài Hà Nội mà, em đâu có nói shop ở ngoài ở Hồ Chí Minh đâu. Lên ơn là chị Nhân Nguyễn T79 thôi, ok chị 249.000. Chị Lê Huỳnh một túi, ok chị 249.000 ha. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho em ha. T79 với màu với số điện thoại, giá sale là 249.000. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Chị nào đặt thì tranh thủ comment cho em ha. T79 này rất là đẹp. Giá sale chỉ có 249.000 thôi. Không lấy thì cực kỳ là tiếc nha mấy chị ha. Đây là T79 nè. Đó, đủ màu cho mấy chị luôn. Chị nào thích màu xanh lơ thì comment cho em ha. T79 màu xanh lơ giống như chị Lê Huỳnh. Giá sale là 249.000. T79 màu hồng cẩm 249.000. T79 màu đen, em đang kết túi rồi đó, 249.000 nha các chị yêu ha. T79 màu rêu giá sale cũng 249.000. Và mẫu này của em là T79 màu cam 249.000. Chị nào đặt comment đủ cho Đào T79 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 249.000 ha. 450.000 sale còn 249.000 thôi.
Rồi ok, bây giờ là sẽ dòng lại cho mấy chị coi ha. Dòng lại cho mấy chị coi, chị nào có đặt thì tranh thủ đặt ha. Đây, đôi em đang để ở trên bàn đây là đế trụ 5 xăng ha. Đế trụ 5 xăng mũi nhọn mang vào rất là trẻ trung. Đôi này của Đào, mã số sản phẩm là XD173. XD là chữ viết tắt của chữ xăng đan ha các chị yêu ha. XD173. Chị nào muốn biết địa chỉ shop ra ngoài Facebook của shop coi ha. Đôi này là XD173. Rồi dáng này của em là dáng xăng đan, chữ viết tắt của chữ xăng đan đó mấy chị. Giá sale của sản phẩm này từ 380 còn 269.000 ha. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào XD173 với màu và số điện thoại. May đế cho các chị vào rất là chắc luôn này các chị. Mà giá chỉ có 269.000 thôi. XD173 đế trụ 5 xăng màu đồng 269. XD173 đế trụ 5 xăng màu đen 269.000. Đó, chị nào đặt comment mã và số điện thoại là sẽ có đơn ha. Ok chị Như Nguyễn nha. Ok chị Anh Dương thành công luôn ha. Chế nào chốt cho em đủ mã và số điện thoại em chuyển hàng cho mình liền ha. Rồi đó là XD173 ha. Em sẽ xếp những cái đôi bằng nhau trước đi ha. XD173 269.000 nè. Rồi chị nào mà muốn mua đế trụ 5 xăng thì tranh thủ đi nha. Tại vì đôi này ngày đôi 5 xăng là ngày hôm nay chỉ có duy nhất đôi đó thôi. Ok chị Dương Tý ha. Rồi còn đôi này của em là mã sản phẩm là K05 màu đen. Và đây là K05 màu kem bạc. K05 là đế của nó là đế nhọn 7 phân. Đôi này của em là cao 7 phân ha. K05 7 phân này giá sale của sản phẩm là từ 380 còn 269.000 luôn. Chị nào mà muốn mang 7 xăng thì mình lấy đôi K05 này ha. Còn muốn mang 5 xăng thì mình lấy XD173. Rồi, dáng hai cái dáng này rất là giống nhau, giống nhau và giá cũng là 269.000 luôn ha. Chị nào đặt comment cho Đào là K05 kèm màu kèm số điện thoại 269.000, cao 7 xăng cho các chị ha. K05 là cao 7 xăng. Rồi XD173 thì chỉ có 5 xăng thôi. Được chưa? XD173 thì chỉ có 5 xăng thôi mấy chị ha. Chị nào đặt đôi nào comment cho Đào đôi đó. Rồi K05 ok, chị Lệ Quyên ok ha. Bây giờ thì Đào sẽ chốt tới cái đôi T79 chị Thủy Vi ok. Đôi này của Đào, mã số sản phẩm là B310, giá sale là 279.000 màu xanh. B310 279.000 màu bò. Và B310 279.000 màu kem với màu đen. Chị nào mà muốn đặt bệt thì mình comment cho Đào là B310 với màu với số điện thoại. Bệt cao chuẩn 2 sao cho các chị, giá sale là 279.000 nha mấy chị ha. Rồi chị T79 chị Lan ok nè. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích K05 ok ha. Rồi Đào chỉ sale 3 đôi này, 3 mẫu này thôi. Ngoài ra là với một mẫu túi, ngoài ra là không sale mẫu nào nữa ha. Chị nào đặt comment đủ thông tin cho Đào, hai màu trên bàn, có nhiều màu là để hết trên bàn đó. Chị nào đặt cho Đào số điện thoại nha, không có số điện thoại Đào không chốt được nha. Nên là ráng cho Đào đủ mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Đôi này là K05 7 phân 269.000. Còn này hai đôi này là XD173 để trụ 5 xăng 269.000 luôn. Đó. Còn bệt này của em là B310 279.000 ha. Chế nào chốt nhớ cho Đào đủ mã với số điện thoại trong livestream. Không đủ thông tin không chốt rồi nha. Dạ không nha chị Ánh Phương, Ánh Khôi ơi. Rồi đó em đang bán hàng và giá gốc còn không có, không có để bán. Không có đủ size. Sáng nay là Đào chỉ lên những đôi này thôi. B310 nha chị Trang Nam ơi, B315 là nó ra mã khác đó nha. B315 là nó ra mã khác nha chị. Và em không có sell đôi B315 trong live ha. Rồi chị nào ưng cho Đào đủ mã với số điện thoại Đào chừa hàng ha. B310 màu đồng em không có ha. B310 không có màu đồng. Màu đồng em chỉ có đôi K05 này thôi. Còn B310 chỉ có màu kem, màu bò, màu đen và màu xanh. Đôi này là XD173 màu đồng, giá sale là 279.000 mấy chị ha. Rồi chế nào đặt để lại mã và số điện thoại sẽ chốt đơn thành công ha. Hôm trước mình lấy đôi XD13 rồi đẹp lắm, cảm ơn chế ha. Rồi size số các bạn nhân viên sẽ gọi điện thoại chốt cho các chị về size về số sau ha. Chị nào đặt hàng cứ yên tâm, size số sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt. Rồi chế nào đặt mẫu nào cho em xin mã với số điện thoại của mẫu đó để em chừa hàng cho mình trong livestream ngày hôm nay ha. Đây XD173 đế trụ 5 xăng 380 sale còn 269.000. Đó là XD13 ha. 380 còn 269. Đế trụ 5 xăng đủ size đủ số. Đó anh làm gì có màu đồng đâu. Rồi đôi này là K05. K05 7 xăng cho các chị ha. K05 này của em là cao 7 xăng. Hai màu đó là màu kem và màu đen. K05 này Đào sale cho các chị với mức giá là 269.000 luôn. Chị nào mà muốn lấy 7 xăng thì comment K05. B310 lên đơn cho chị Trang Trang màu kem ok. Chị Quyên lên B310 ok ha. Rồi đôi này của em là đôi B310 ha. B3 ok chị Lan Anh Nguyễn.
Rồi B310 đây ha. B310 này của em giá sale là 269.000. À 279. Rồi B310 màu bò 279.000. Và B310 màu đen và màu xanh 279.000. Có bao nhiêu màu em để hết trên bàn đó. Rồi T79 ok chị Thị Thủy Trăng Lê ok ha. Trẻ nào chốt bên nào cho em đủ mã với số điện thoại đồ đó. Đó là Đào đang tổng kết sơ qua lại là ngày hôm nay Đào sale những gì, Đào like những đô nào rồi đó. Nên là trẻ nào có chốt thì tranh thủ đi ha. Có mã có số điện thoại mới chốt rồi nha mấy chị ha. Chị Hà Trần Thu ơi, chị chốt đôi nào ạ? Nếu mà chị chốt đôi K057 sang này thì chị cứ để lại cho em là K05 với màu với số điện thoại, giá sale là 269 nha chị ha. Đó là đôi 7 xăng đó, là K05 7 xăng đó. Còn XD13 chị nào thiếu số điện thoại bổ sung số điện thoại cho Đào ha. B310 chị Trường An ok nha. B310 là 279 nha. B310 đẹp mà. Cái dáng cái form của nó rất là đẹp. Đế nè. Keo nè. Từng đường keo rất là từng đường keo, không hề lộ một tí gì luôn. Nên là tính ra cái đôi bệt này rất là đẹp á. Chế nào mà chốt bệt thì comment cho Đào là B310 với màu và số điện thoại ha. K05 em chỉ có hai màu, đó là màu kem bạc và màu đen này thôi. Chị nào ưng đôi này comment cho em K05 với màu với số điện thoại ha. Màu kem bạc với lại màu đen giá sale là 269, 7 xăng. Đó, bệt là 279. Bệt là 279, nghìn mã là B310. Rồi lên đơn ơi chị Kiều Nguyễn đôi bệt B310 giá sale là 279.000 nha chị ha. Rồi, lên đơn K05 mà chị Ngân Anh, ok chị Ngân Anh, K05 màu đen 269.000. Đó, rồi lên đơn K05 cho chị Nguyễn Ngọc màu bạc 269.000 luôn, 7 phân. Chị Trang Nhã Trương XD173 màu đen, rồi XD173 màu đen của chị là xăng đan 5 phân, giá sale là 269 luôn nha mấy chị ha. Like có báo trước đi shop, không biết để vào xem. Dạ chị ơi, bên em thường là sẽ like vào 10 giờ sáng nè, tầm cỡ 12 giờ trưa nè, rồi chiều 15 giờ và tối là 8 giờ tối á chị. Đó. K05 chỉ có hai màu này thôi chị, kem bạc với lại màu đen thôi. Tối chiều hôm nay chị chỉ sale T79 thôi ha. Mã 5 phân là XD173 269.000 là giá đã sale. Chị nào đặt comment đủ XD173 với màu với số điện thoại giúp em ha. Không đủ thông tin em không chốt được ha. Rồi các chị thích đôi nào nhanh chóng comment lên ha. Nhớ nha là cho em đủ thông tin em mới chừa hàng được. XD13 màu bạc nè, 269.000 thôi nha chị ha. Đó màu bạc đi ha, kem bạc 269. Rồi chị Thanh Thanh XD13 ok. Bốc cổ ngắn chị đang ngoài Facebook của shop nha, thấy shop tăng nhiều mà. Bệt màu đen đây đây, B310 đây nha chị Thu Hóa ha. B310 màu đen nè, đẹp lắm. Ở ngoài cái đôi bệt này của em ở ngoài còn đẹp hơn nhiều, đẹp hơn trong live nhiều. Đó, B310 ha. Giá sale là 279 nè. Rồi chị nào đặt đôi nào comment đủ mã với số điện thoại giúp Đào trong livestream ha. Không đủ thông tin là không chốt được. Quay màu đen chân 34 mang vừa 35 không chị? Chị ơi để lại cho Đào XD173 kèm màu kèm số điện thoại cho chắc đi ạ. Cứ để lại XD173 đi, các bạn nhân viên sẽ tư vấn kỹ hơn cho chị ha. Dạ C48 không có lên chị ơi, C48 không lên ha. Rồi, bốt đùi có, bốt đùi shop có đó. Các chị có thể ra ngoài Facebook của shop rồi coi. Bốt đùi shop có mà. Ở ngoài Facebook của shop thì em thấy Minsu đăng nhiều bốt mà. Rồi ok, chị nào đặt đôi nào để tranh thủ comment đủ cho em mã và số điện thoại của đôi đó em chuyển hàng cho mình trong live ha. Không đủ thông tin là em không chốt được nha. Đây là XD173 các chị ha. Đây, em nhắc lại một lần nữa cho tất cả chị nào vừa mới vào coi livestream nè. Nhắc lại một lần cuối cùng nha các chị yêu ơi. Đào nhắc lại một lần cuối cùng ha. Đôi Đào đang cầm ở trên tay mã sản phẩm là XD173 màu đồng, đế trụ là 5 xăng, chất liệu của mình là da vân lì, mang vào cực kỳ là êm và chắc chân ha. Đế của nó thì may vào cho các chị rất là chắc. Đó, 5 xăng XD173 màu đồng, giá sale là 269.000 nha các chị ha. Rồi đây là 5 xăng đế trụ màu đen XD173. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào XD173 màu đen kèm nó số điện thoại, giá sale là 269.000 một đôi này thôi. Rất là đẹp nha các chị ha. Đế da bóng này mình vệ sinh giày rất là tốt, bám bụi bám bẩn, mình chỉ cần lấy tờ khăn giấy ướt mình lau đi là xong. XD173 màu đen kèm nó số điện thoại 269.000. Rồi qua mẫu 7 xăng
7 xăng. Da của nó có nhũ một chút xíu cho mấy chị. Mã sản phẩm là K05. K05 7 xăng, giá sale của sản phẩm này là 269.000. Chị nào đặt đôi này comment đủ giúp Đào. K05 màu kem bạc kèm với số điện thoại, 269.000 đôi K05 này ha. Màu kem bạc 7 xăng. Rồi, 7 xăng màu đen. Màu đen nhũ nha các chị yêu ha. Mã sản phẩm là K05 màu đen, giá sale là 269.000 luôn ạ. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào K05 kèm màu kèm số điện thoại ha. 269.000 một đôi 7 phân, phân quá rẻ luôn. Bên em đủ size từ 34 tới 40 nha mấy chị. Tiếp theo là đôi này. Đôi này của em là B310 các chị yêu ha. Đôi này là B310 màu kem. Form ở ngoài đẹp hơn trong livestream rất là nhiều ha. B310 màu đen này, giá sale của sản phẩm này là 279.000. Chị nào đặt đôi này comment cho là B310 màu kem kèm số điện thoại, 279.000. B310 màu bò kèm số điện thoại, 279.000 cho em ha. Màu bò nè. Ok chị Đỗ Hương ha. Rồi B310 màu xanh kèm số điện thoại, 279.000. Và đây là B310 màu đen kèm số điện thoại, giá sale là 279.000. Đây là đôi bệt duy nhất trong livestream ngày hôm nay là sale là 279 luôn. Chị nào đặt nhớ để lại đủ thông tin giúp em ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay, B310 với màu với số điện thoại nè, 279.000 nha các chị yêu ha. Đây là B310 màu đen ha. Đó, 4 màu cho các chị lựa chọn. Cái B310 nó có nhiều màu cho mình lựa chọn. Riêng đôi B310 này á, ở ngoài các chị nhìn nó sẽ đẹp hơn trong livestream rất là nhiều. Tại vì ở ngoài các chị mới sờ và cái chất da của nó, các chị mới thấy được cái đôi này nó đẹp. Đây là cái form này, đâu thấy cái form nó rất là chuẩn ha. Rồi chị nào đặt đôi nào thì tranh thủ comment lên cho em ha. 2 phút nữa là sẽ kết thúc livestream này tại đây. Chị nào mà mới vừa vào coi livestream này á thì mình có thể vào cái livestream này, tí nữa Đào sẽ đăng clip livestream, các chị có thể coi lại ha. Các chị có thể coi lại cái livestream này để xem là giới thiệu sản phẩm. Chị Hồng ở Nguyễn ok chị. Còn chị nào mà có thắc mắc về những cái đôi khác có sale hay không, giá như thế nào thì các chị có thể nhắn tin vào Facebook của shop, hoặc là các chị có thể ra Facebook của shop thấy những cái bài đăng shop đăng sale hàng rất là nhiều. Các chị có thể ra ngoài những cái Facebook của shop để mình xem giúp em ha. B310 chị lớp đi Hương ok ha. Rồi, chế nào đặt hàng tranh thủ cho em đủ comment ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay, đủ thông tin nên mới chốt được ha. Đợi gà ngố ở inbox và fanpage để xem có sale thể thao hay không ha. Chứ trong livestream này của chị là chị không có sale rồi đó. Nên là chị nào mà vừa vào online thì mình có thể giúp em là nếu như mà các chị cần kiếm những cái đôi bốt dài, bốt ngắn, bốt cổ thấp thì các chị có thể ra ngoài Facebook của shop, hoặc là hôm nay là thấy các chị hỏi về những cái đôi slip on rất là nhiều thì các chị có thể ra ngoài Facebook của shop, shop có những cái bài đăng hình ảnh điện thoại đồ này kia, alo hình ảnh và video này kia rất là nhiều, các chị có thể ra ngoài Facebook để tham khảo cho em ha. Hoặc là chị nào vừa mới vào coi livestream không có muốn mua với giá gốc mà muốn mua giá sale thì mình có thể coi lại cái livestream này của Đào để biết xem là ngày hôm nay Đào xem những cái đôi nào để mà đặt ha. Rồi, cảm ơn các chị đã theo dõi cái livestream này ha. B310 chị Tiến Nguyễn ok. Một cái tip nữa là chị nào mà vừa mới vào coi livestream thì xíu nữa mình có thể coi lại cái livestream này. Đào đăng clip livestream lên thì các chị tua tới cái đoạn nào mà các chị thích đôi nào là các chị mua đôi đó ha. Nhiều thích đôi nào mình mua đôi đó là đôi đó là ngày hôm nay Đào sale đó. Được chưa? Rồi túi thì bên em chỉ có sale mẫu túi là túi đa năng thôi, là T79 thôi ha. B310 bên em đủ tất, nói chung là hầu như bên sản phẩm của bên em là từ size 34-35 cho tới size 40. Size lớn nhất là size 40 và size nhỏ nhất là 34-35 đó mấy chị. Nói chung là về size số thì sẽ có các bạn nhân viên tư vấn, về form giày này kia các bạn sẽ tư vấn kỹ hơn cho các chị ha. Rồi B310 chị Thu Hóa ok. Ok các chị ha. Rồi XD13 chị Trang Lê ok luôn ha. Rồi chắc là bây giờ là sẽ kết thúc live tại đây ha. Chị nào vừa vào coi live thì mình có thể giúp Đào coi lại cái livestream này ha. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Em tắt live nha.